God, no. Gigi is upstairs. Hey, yo, when you going to school, boy? No. Huh? Nào, nothing vậy kìa. Hả? Bạn hỏi nói tiếng gì? Nói tiếng Mỹ. Ở Mỹ phải nói tiếng Mỹ. Đi học đi. Thằng này cũng phải đi học nè. Chưa học. Chưa. Help me. Help me, Toby. Help me, Toby. Help me. Say hi, Toby. No Trevor right now. She already know what she want. I pretty much know what I want. How much was it? Tùng mẹ lắm mày ơi. Đã cho đi trả tiền không ơi. Ủa cái gì trong đây vậy? She said she needed just meat. One piece of meat. And she picked up the entire store. Is she lying? Look, she's still stacking her stuff. The new Eiffel Tower. Did you grab them, those two bags of meat? Ew, yeah, yeah. Goodbye with the shot. Trevor, cho em một miếng thôi.